nay là mình được một anh dễ thương chở đi chơi lễ. Anh dễ thương đó, chắc là mọi người cũng biết rồi. Nè, đây, hay là rồi, chúc mọi người có một ngày lễ, đợt lễ 34 một năm đi chơi vui vẻ nè. Thì không biết là mọi người hôm nay đi những đâu nè. Mình thì mình chơi ở nhà ở Sài Gòn. Mình đi xa nhất là qua tới quận 1. Ở đây là quận 1 hả? Quận 1, vì em nói quận 1 anh không chịu. Quận 1 với quận nhất là 1. Bữa nay bị khớp đúng rồi anh em ơi. Mỗi lần mình đi review hay gì mình hay bị khớp. Dưới em đi uống ở cái quán kia nè, nó cũng có cái ly giống giống vậy màu mà không có cái vị đó, có ngon không? Này mà cái món nước này cũng dễ thương đó, đây là gọi là cái món này em gọi là soda nhiệt đới đúng không? Hôm nay có cái tắc này, kim chi này. Em làm mấy cái biểu cảm kiểu như dễ thương cho anh em xem. Giờ em đang đói quá à. Em chờ đồ ăn luôn. Em đang chờ đồ ăn. Nãy món này món gì em giới thiệu cho anh em ạ? Món này là tôm lăn bột chiên nè. Đây là mì udon xào hải sản. Rồi. Cái dĩa hơi bị to luôn, hai anh em mà ăn không hết luôn á nha. Đây là sushi cá hồi, trứng cá hồi. Còn cái này? Đây là salad trộn bơ. Salad bơ. Cái này á. Rồi, chờ em thử đi chứ. Rồi, mời mọi người dùng thử những cái món này. Hai anh em mình hơi bị sang nhỉ, hôm nay em sang nhỉ. Một con. Em ăn trước đi. Nhìn hấp dẫn đó mọi người ơi. Nhìn nhỏ nhỏ, em người nhỏ nhỏ nhưng mà em ăn hơi bị nhiều á. Nóng. Bơm to nhỉ các anh. Tôm này nó được lột còn to lắm luôn. Gọi món bật nhanh nữa. Gọi món bật nhanh nha. Vô là em có nước em uống nhiều. Món này sao? Không, cái bột nó giòn á, mà cái tôm cực tươi nha. Con tôm thì nó tươi mà nó dai đó. Đây nè. Khi bốn món anh em nói rất là nhiều luôn. Em thấy trên clip như vậy thôi chứ thật cả ở ngoài rất là nhiều. Cái menu á. Em vào đây em thử đi. Chị là 150 món. Cái này là lúc nãy em gọi là nhớ là trứng cá chuồng chứ không phải là cá hồi. Trứng cá hồi nó bự hơn. Đây là trứng cá hồi, cá chuồng. Cá chuồng. Mì udon nè mọi người. Đây, trời ơi, cái miếng mực nó to, nó dày luôn. Đây là miếng mực nè, cực dày luôn. Giờ nghe anh thử nha. Anh thử đây nè. Đây là đang bằng em chấm nữa. Bước 2 là mình chấm thêm hết nữa. Bước 3 là sao? Ăn. Ủa, ngon. Con này người ta có xào thêm là ớt Đà Lạt nè. Ớt Đà Lạt nó dậy cái mùi ớt Đà Lạt ngon. Mực này nó có không, nó có cái gì nè. Trong này là ớt Đà Lạt nè, có mực nè. Cái này là gì nè? À có nấm đâm cô nữa. Em biết đây là cộng hệ nè. Cái này là em không biết nè. Xanh rung dữ ta. Ngồi em rung rồi. Không, cái này em không biết mọi người ơi. Thôi để em ăn thử. Cái mùi nó hơi giống như mực khô vậy. Nhưng mà nó mặn mặn. Là khô nhưng mà không biết khô gì. Nghe giống như mùi mực nhiều lắm. Em không biết cái mùi vị này lần đầu em mới ăn luôn á. Cái này mì mày đúng không? Đây là cọng mì udon nè. Em cứ nghĩ cái dĩa nó vừa nhỏ ai vậy, dĩa to rồi. Đúng rồi, anh cũng nghĩ nhỏ. Cái đây là biết mọi người biết gì không? Lễ. Hôm nay là đi ăn hết mình, mập hết hồn. Ví dụ về cũng mập hết hồn. Rồi mình ăn thử cọng mì udon nữa. Ăn kèm với lại cái gọi là cái ly khô gì á, không biết đâu ăn. Ngon không? Em ăn được cay. Em gái mình định là em ăn cay dữ lắm. Mấy người biết ăn cay, cay con gái mà cay quá khó chịu. Anh có biết cái câu nổi tiếng ở quê em không? Bình Định á. Cái câu gì anh? Để đố anh á. Bình Định hả? Ai biết đâu? Ai về Bình Định mà có. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Không, chưa nghe luôn. Chưa nghe luôn? Vậy là không có lấy gái Bình Định được rồi. Không có lấy cưới vợ Bình Định được. Thế là em ăn miếng cái này nè. Rồi anh em biết là cái nó như thế nào. Trời, con mực này ngon mà nó ngọt quá trời luôn. Ờ đúng rồi, mực đây là mực này là mực tôm lăn bột. Con tôm mà. Con tôm anh em. Tự em ăn mực. Cái này hình như là củ hả? Cái củ. À. Đố anh biết cái gì luôn. Đố anh biết này, anh thử rồi anh biết thôi chứ gì. Trời ơi, cái này là đặc biệt lắm nha. Không như anh nghĩ đúng không? Là
Đó là gừng anh em. Gừng màu tím nè. Em nãy giờ em cứ tưởng là cái củ mà cái củ tím. Cái này lạ lắm mọi người, cái này ăn vô á là cái mùi vị của gừng nhưng mà nó lại thêm vị chua chua nữa. Mà gừng mà nó lại có cái màu này. Nhưng mà kết hợp với lại mấy cái đồ hải sản này ăn ngon. Rất là ngon. Tướng mạo nha, là Nga nha. Nga, biệt danh là Leo Nai. Cô gái 1m52. Nó mới rưỡi gì nữa. Nghe nó lùn quá. 1m52 ăn hay ăn gian lên 2 cm nữa. Ai thấy Nga dễ thương thì cho mình một like một subscribe nha. Đừng quên. Thôi mọi người mà thấy em dễ thương nha. Nhớ ủng hộ kênh của anh Ròn Vlog một subscribe. Và đặc biệt trong cái like, trong cái đoạn hôm nay có em nè, mọi người nhớ like cho em nhiều để ủng hộ nha. Nếu mà mọi người ai thích Nga thì cứ comment để giúp mình lên đi. Hôm nay mình thay gói thì mình sẽ mời Nga đi review em một số quán nữa để cho anh em trải nghiệm. Để anh em biết thực tế nó như thế nào. Rồi bây giờ mình cái món này đặc biệt nè. Món này là mình nè. Món gọi là món gỏi gỏi bơ, salad bơ. Ở trong đó mọi người không thấy những cái cọng rau này, rau rất là nhiều. Mình trộn lên là nó có cả mayonnaise nè. Cái này mayonnaise có hai loại đúng á. Cái bơ thì mọi người biết rồi, cái này là trái bơ nè. Mình cho một tí rau. Đây là rau mầm nè, nhưng mà em không nhớ cái tên này là gì. Dễ thương á. Đó. Một chút cọng tím nữa đi. Em thích ăn rau nhiều. Cà chua rồi nè. Đây là cà chua bi. Rồi. Em mời mọi người ăn thử nha. Bây giờ em ăn thử, em review cho mọi người coi vị nó như thế nào nha. Rất là béo, rất là ngon luôn mọi người. Đặc biệt các cái sốt mayonnaise nè, nó không phải quá mặn. Nhưng mà mọi người đặc biệt người ta mình phải trộn đều, mình trộn với lại rau nè, mình ăn kèm với tí bơ nữa ngon. Cà chua này á, cái này mình có thể ăn nguyên trái cũng được nhưng mà cái này người ta cắt rồi. Rất là ngon. Cái này em ăn thêm hết nữa ha. Ngon quá. Mà đặc biệt á, cái rau này là người ta bào thiệt là mỏng nha. Khi mà bào mỏng nữa, nó có cà rốt nè, có bắp su tím nè, rồi bắp su trắng. Cái đây là bơ mà gọi là bơ nghĩ là bơ lợi một á. Cái bơ mà anh biết cái đầu nó có với khúc mà dài dài không? Cái đoạn này nhỏ nhỏ xong rồi cái... Rồi, đó là cái bơ sáp. Cái bơ sáp nhưng mà cái gọi là lợi một luôn á. Nó béo luôn ngon. Rồi mời cả nhà, dùng thử nha. Hôm sau á, chắc chắn là mọi người nên đến đây ăn một thử một lần đi. Như chắc bạn gái hoặc là bạn trai hoặc là vợ mời gia đình mình đi ăn một bữa. Đây, như lâu lâu mình đi ăn đổi món như phở, cơm thì mình ăn bình thường rồi đúng không? Nhưng mà mấy cái món này chuyên về rau nè, gọi là điểm tâm á, điểm tâm tối, ăn rất ngon. Đây là tôm cụ nè, có cái này trứng cá nè. Cái trứng cá chuồng này nhiều ha. Nhưng mà cái trứng cá chuồng này người ta không biết là người ta lấy cái lúc mà nó đang mang bầu hay sao nha. Em đang rất là tò mò nè. Cái trứng đó hả? Anh đâu có biết đâu. Mà mang bầu sao biết mà bình thường á, mà tại sao nó bình thường nó có trứng hay là trong mùa sinh sản nó mới có trứng rồi mình bắt nó mình bóp trứng ra. Rồi bây giờ em ăn thử cái này ha. Cuốn này hơi to nha. To lắm mọi người. Rất là nhiều nghe, rất là to nghe anh em. Cái đây là phải ăn nhiệt tình nó mới ngậm được cái này. Rồi mình cho một tí tương ớt. Đây, rất là hấp dẫn nha mọi người. Trong này nó có cái thanh cua nè, có nấm đông cô nè. Cái này là có thêm dưa leo và cái vàng vàng, mà đây là cái trứng cá hồi. Cái này trứng cá chuồng chứ không phải cá hồi. Cá hồi là trứng nó to hơn. Đó, nhìn rất là hấp dẫn. Rồi bây giờ là nghe ăn thử ha. Luyện cơ miệng hơi to nha. Sao tôi nói được luôn. Ngon lắm mọi người. Cái trứng á, nó bể bụp luôn. Cái trứng này mọi người biết không? Trong cái cuộn á, khi mà mình nhai đúng không? Cắn vào lòng nó rớt, nó bể bụp cái đó. Anh ăn thử coi. Anh nhai nó cứ rất bập trong miệng giống như anh bóp cái bong bóng mà bong bóng xốp á. Cái này cực ngon nha mọi người. Nó tươi đó. Nhìn dễ thương. Ở đây là em ăn theo nhận xét rồi. Món nào cũng hợp với vị mà nó vị nó rất là ngon. Ăn cái này giống như cái món mà cơm cuộn của Hàn Quốc á. Mà ở đây mình làm to hơi to. Anh ăn thử đi.
gọi là cái món, những món này em ăn hết rồi. Giờ ăn thử cái miếng kim chi này, nó có vị, vị đây là kim chi mà này là làm vị này hơi bị cay nha. Theo cái đô của em á, gái miền Trung á, vô đây là nó chưa đủ đô, em phải ăn cay hơn nữa. Ở trên kim chi có mè nữa nè. Đây là mè trắng, chủ yếu là làm cái này trang trí bằng mè trắng. Ăn kèm với hải sản nó hơi bị ngon nè. Ấn tượng nhất là cái món này nè, em rất là thích rau á, cái vị này nó ngon. Đây là số bao nhiêu đề tháng em quên đó. 151 đề tháng. Sushi 79. Đặc biệt cái trứng này nó tươi lắm. Ăn, em chắc chắn nha, mọi người cứ ăn thử đi. Nhai mà nó cứ bể bập 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 trong miệng, nghe thích lắm. Mọi người nghe được cái tiếng mà cái trứng cá nó vỡ ra luôn á. Không biết mọi người có nghe không chứ em nghe thích lắm. Cái món, mấy món này không có món nào cay hết á. Trời ơi, con gái làm sao lùng lùng nhưng mà điện nước đầy đủ. Lâu lâu mà mình thấy biết điệu tí, biết trang điểm tí, tự tin tí là đẹp à. Thấy mọi người thấy anh rờm sao hơi ốm đúng không? Hôm nào ráng thúc anh rờm cho mập mập lên tí, 6 muối. Bây giờ sao ráng thúc anh rờm cho 6 muối. Anh rờm bây giờ chấp nhận lời thách đố em không? Có sao? Thì mấy tháng anh có 6 muối. Đỏ muối em. Em nói thiệt em hơn muối anh ấy. Em tập là em hơn muối anh ấy. Bữa nào đi. Chồng, con trai thì con trai tập 6 muối với con gái tập là lên 8 muối không à? Ờ quỷ à, nghe lành lắm. Đây là một phần á, một phần đây. Không, mình cái giá em thấy hợp lý nha, không có cao nha. Mà nhiều quá, giá rất hợp lý luôn. Cái này nói thì mọi người chưa ấy, nhưng mà mọi người cứ tới ăn thử. Ăn thử. Vô, ăn lễ nè. Phụng Ly. Ăn. Vô lễ nè. Này bỏ thêm cái bông này đẹp không? Nói bông không gì? Bông lan. Bông lan. Cái bông lan. Bông lan, bông sứ là nó to, nó dài hơn. Này cho bông lan nha. Đây không, cái đây không có cái gì gắn. Đây bông, cái này bông lan mà anh rồi mình kêu ở đây bông sứ thôi mọi người. Rõ ràng là bông lan. Đúng không? Bông lan mà cứ kêu bông sứ. Rồi mọi người nhớ ủng hộ vào subscribe và like cho anh Ròm nha. Và nếu được thì mọi người mà cái like này mọi người yêu thích em á, thì hôm sau em sẽ xuất ra hiện vào một cái review khác nữa, hoặc là một cái mà đặc biệt quá thôi, mình không bí mật ha, mình để mình bí mật đi. Rồi mọi người nhớ, cái này là quán Sushi 79 ở đường Đề Thám. Cho theo cái cảm nhận của Nga á, thì cái món này á, những cái món này mình ăn á, tử vị. Như hôm nay ngày lễ nè, mình có dịp mình đi ăn, mình thưởng thức ở đây luôn. À, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và mọi người đi chơi lễ nè. Rồi nếu mà có ngày mai thứ bảy rồi, mọi người có những ai mà bắt đầu đi làm lại á, thì mình bắt đầu làm và mình nghỉ xong tiếp theo, ngày tiếp theo là chủ nhật rồi. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye. Trời, ăn quá trời có nhiêu đây vậy ta? Nhiêu? 300 mấy à?